Rồi, hello các bạn, mời các bạn chẳng xin của mình tiếp tục làm video mới nha. Phần game là Robobot các bạn. Phần này mình sẽ sử dụng là YouTube Super D. Phần này mình sẽ custom best game nha các bạn. Sau đó mình sẽ sử dụng là custom bullet áo xanh. Và mới vô mình sẽ sử dụng là ông best game này nha. Phần này mình sẽ đi tiếp theo của phần là challenge nha các bạn. Đó, phần tiếp theo nha. Và mình sẽ sử dụng công cụ, bộ ba công cụ và đi đẹp được perfect nha các bạn. Rồi, mình đã lấy vàng xong về cái khu này, sau đó mình sẽ đặt hai cái thế là bộ smile. Tiếp tục mình sẽ đặt hai cái rút là nó và mình sử dụng cái deploy nha. Rồi, nhử một con bolit vô. Đó, tiếp tục ông đặt bộ bị dính rồi, sau đó một con bolit đó tiếp theo đi vô nha. Đó, phần này nó hơi khó khăn một chút và nó dài nha các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ chạy xuống dưới cái phòng này. Rồi, yes, chạy xuống phòng này thật nhanh nha. Mình sẽ vô đây lấy cái vàng, sau đó mình sẽ bấm một cái chuông này. Đó, mình sẽ đứng đây mình đợi, mình núp nha các bạn. Mình sẽ núp. Rồi, mình đợi cho ông đặc vụ này chạy ra vào đây nha. Đó, sau đó mình sẽ băng qua đây. Đó, băng qua đây nha. Khúc đây mình sẽ đặt một cái bánh rốt vào nốt. Để mình lát nữa mình sẽ dịch chuyển luôn. Rồi, mình sẽ chạy ra lại từ từ. Mình từ từ chạy ra nha, sẽ bị phát hiện nha. Mình để cho hai ông bay ngược lại, sau đó mình sẽ chạy ra. Rồi, mình sẽ đặt hai cái Thế Smile và hai cái rock là nonut sử dụng với đất tôi. Các bạn vừa gõ một cái hai cái liền nha, hai cái. Rồi mình sẽ chờ ông quay vô, mình sẽ núp lên đây là không bị phát hiện đó. Thế là chúng ta đã di chuyển xong là không bị phát hiện nha. Tiếp theo là mình sẽ di chuyển ông lạc bộ này luôn. Ok, ông sẽ chạy ra vào đây, mình sẽ đứng núp ngay góc đây nha, coi chừng thấy mình nha các bạn. Rồi, thế là mình đã di chuyển được xong ổng nha, khá là thành công nha. Bây giờ mình sẽ lên hút trên này. Đó, có một ông nhà khoa học đang đi trên này nha, để từ từ mình coi thử như thế nào. Đó, mình sẽ đứng đây đợi cho ông nhà khoa học này ông xuống dưới này nha, sau đó mình sẽ băng qua. Rồi, cho ông băng qua đây, sau đó mình sẽ chạy vô. Đó, mình sẽ lên trên này luôn các bạn. Rồi, mình sẽ vô đây để mình lấy vàng. Rồi, mình sẽ tắt cái tia laser này một cái, mình sẽ thả bên đây tôi ra. Ô, con chó nó sẽ sủa. Khi mà con chó nó sủa lên thì con đặc vụ này ông sẽ chạy ra vào đây. Mình sẽ băng qua mình núp, khá là nguy hiểm nha các bạn. Đó, khá là nguy hiểm. Thôi là mình sẽ có đặt một cái rốt tầm nào nó cho đó. Ê, con chó nó sủa là ông sẽ chạy ra vòng vòng, rất là khó chịu nha các bạn. Bây giờ phút, ô, qua đây núp lại. Không có đủ thời gian để kịp mình đặt hai cái một cái dịch chuyển nha. Rồi, chờ trong chạy ra, sau đó mình sẽ chạy vô. Đó, mình sẽ chạy vô, mình sẽ đặt đây một cái rốt là nó nốt, một cái thế lưu của mai. Mình sẽ thảo bên đấy coi ra, nhử cho ông chạy vô. Bình tĩnh thôi các bạn nước cái gốc này. Nãy xong chạy vô là xong. Nhưng bên trọng con chó nó sủa này, ông không có chạy vô nữa các bạn. Đó, ông không chịu chạy vô nghe. Rồi, mình đợi cho ông chạy vô. Rồi, thế là chúng ta đã thành công nghe. Bây giờ mình sẽ qua di chuyển luôn con đốt này luôn các bạn. Dùng cái đồ của mai di chuyển cho nó khỏi sủ luôn. Rồi, mình sẽ băng qua đây, di chuyển nó luôn các bạn. Đó, thế là thành công trên khu này. Tiếp theo mình sẽ khu qua bên kia. Và khu này nha, nó hơi rắc rối nha các bạn, nhiều vòng quá, vòng này hơi rộng nên mình đi hơi lâu nha các bạn. Rồi, mình sẽ từ từ, mình sẽ đợi cho ông bullet này ông quay ngược lại cho chắc ăn nha, chứ mình không có liều mạng mình chạy xuống. Chạy xuống là sẽ bị phát hiện và sẽ bị bắt ngay. Ok luôn, tắt cái tia laser dưới đó một cái phòng đó dưới đó có tia laser, mình sẽ đặt thế là bộ smile rút tay nó dùng bên đó toi chờ cho ông đi lên. Rồi, ổng mới đi lên nha, mình sẽ nhử ổng vô. Vô, dính đạn. Rồi, thế là chúng ta đã xong một ông nữa. Giờ mình sẽ xuống góc này. Đó, dưới góc này là có một con bolit áo xanh đó nha. Mình sẽ chạy vô đây. Rồi, mình sẽ dịch chuyển luôn các bạn. Đặt thế đồ smile, rất là non nớt. Rồi, thế là chúng ta đã thành công nha. Bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới này các bạn. Chạy xuống dưới này. Đó, mình qua vòng luôn. Đó, thế là chúng ta đã thành công, chúng ta lấy vàng hết rồi, chúng ta đã qua vòng. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc phần challenge. Phần này level challenge level 4 nha. Chúng ta tiếp tục đi vòng level 5. Mình sẽ chuyển qua trang phục là ông bolit áo xanh này nha các bạn. Vòng này là hơi rộng và dài nha. Đó, mình sẽ núp. Nên phần video này mình chỉ chơi được 2 vòng nha các bạn. Nhưng mình chơi nhiều vòng khá thời gian khá là dài cho các bạn theo dõi. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ kênh Bim Trần Channel của mình để giúp kênh của mình mỗi ngày một phát triển nha. Ok, xin chào các bạn. Rồi, hai ông đặc vụ này chờ ông đi xuống đó, mình sẽ băng lên. Đó, băng lên này lấy vàng. Khúc này mình sẽ đợi, chắc chắn ông bolit nào sẽ bay quay qua phải nha các bạn.
mình sẽ núp bên trái cho ông quay qua phải. Rồi bài giải giúp việc này, bác quay lên, sau đó mình sẽ chạy băng xuống đây, từ từ mình lên cái phòng kia mình giải quyết từng phòng từng phòng đó. Các bạn mở cửa ra rồi đóng cửa lại, đứng góc này. Khi mà ông Bolit này, ông bảo vệ áo xanh này, ông Bolit bảo vệ gầy này, ông quay ngược lại thì mình sẽ mở cửa, mình chạy vô, mình lấy giang, mình chạy ra lại liền. Đó, bây giờ mình sẽ dịch chuyển con Bolit gầy này luôn. Rồi, dùng bên đếp toy, thả vô. No, bên kia ông Bolit áo xanh ông nghe nữa rồi các bạn, từ từ. Bây giờ nhiệm vụ mình sẽ chạy ra đây, mình núp trước một cái. Núp cái coi thứ ông này, ông đó đâu. Rồi sau đó mình băng lên. Đó là ông đi vô trong này nha, từ từ bình tĩnh. Mình sẽ vô trong phòng này luôn các bạn. Rồi lấy vàng. Lúc này trong phòng này hiện tại là có hai nhân vật. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển luôn hai nhân vật này luôn. Đặt hai cái thái độ xe mai, hai cái vào nốt. Thả bên đếp toy ra. Cái này thả thêm con bên đếp toy nữa. Rồi mình đứng góc đây mình đợi. Ok vô luôn. Rồi thế là chúng ta đã thành công. Giờ chúng ta tiếp tục qua phòng bên này các bạn. Còn mình tới phòng nào mình sẽ giải quyết xong phòng đó nghe. Mình sẽ lấy vàng xong xuôi đó, mình sẽ giải quyết xong phòng đó. Rồi xuống đây mình sẽ biến vô thùng này. Đó mình sẽ vô đây lấy vàng, chúng ta sẽ chạy lên thật nhanh. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái thế đồ cái sùm mai, mình dịch chuyển luôn nghe. Thả bên đếp to ra. No. Một ông mặc bộ đi vô đây nghe. Ông mặc bộ đang chạy vô, mình có hơn chút, có cái thùng mình núp. Rồi, ông kia cũng nghe luôn rồi. Ôi, sai không, chạy vô luôn các bạn. Đó, đặc bộ chạy rất là nhanh nha. Khi mà nghe tiếng động mà chạy vô rất là nhanh. Rồi, mình đợi, chịu khó đợi thôi các bạn. Mình đợi thôi. Chứ mình lú đầu ra cái là thấy mình liền. Đợi cho ông quay ngược lại nghe. Để cho ông quay ngược lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài. Khá tốn thời gian nha các bạn. Cần một sự sức ổn là khá tốn thời gian. Phần này nó cho mình đi 10 phút lận nha các bạn. 10 phút là mới trong vòng perfect là chơi trong vòng được 10 phút. Rồi mình sẽ đặt 3 cái thế là bọn sùng mai, 3 cái rất là nốt nha. Thảo mình để coi vụ luôn. Một ông. Rồi tiếp theo mình sẽ chạy xuống đây, mình sẽ nhử vụ luôn hai ông này luôn. Nhưng mà chưa, từ từ các bạn, mình vẫn để cửa khó nha, để có một con đường chạy vô thôi. Đó. Rồi ông này nữa cho ông vô luôn. Vô. Thả lộn, qua lộn. Rồi. Đứng góc này là an toàn nhất. Còn thêm một ông nữa nha các bạn, còn một ông nữa chắc chắn sẽ còn một ông nữa, quên. Đó, ông đang chạy lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ đứng mình đợi coi cái hướng ông đi chạy hướng nào, sau đó mình sẽ chạy vô. Từ từ mình sẽ tạo bên đế to cho mình giữ. Đó nghe chạy vô. Bây giờ mình sẽ băng lên đây. Từ từ nghe, khó chịu nghe, băng lên đây luôn các bạn. Đó mình sẽ băng vô. Sau đó mình sẽ dùng bên đế to luôn, thả vào đây luôn. Đó thả luôn, rót tay nó nết luôn. Dùng con chuột chạy xuống chỗ nào ông đứng, thả vô. Rồi ông chạy ra các bạn, chắc chắn sẽ chạy ra vào đây. Thế là chúng ta đã thành công. Rồi, very good. Tức là chúng ta đã dịch chuyển xong hết là tất cả các nhân vật trong phòng này nha. Đó, và chúng ta đang gom vàng cho đủ vàng. Ok, chúng ta đã đủ vàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy xuống và đi qua dòng thôi các bạn. Đó, phần này mình sử dụng là YouTube Super D nha. Custom Bud Fan, hoặc là Custom Bullet nha các bạn. Rồi, bên vô qua dòng mình sẽ kết thúc phần video ở đây nha. Hy vọng các bạn luôn luôn theo dõi và ủng hộ.